Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Chúng tôi chuyên cung cấp một số dòng laptop như sau: laptop cho học sinh, sinh viên, laptop cho giới văn phòng, công ty, doanh nghiệp, kỹ thuật, laptop chơi game, trang bị kẹt hình gời, cấu hình mạnh, mẫu mã đa dạng, phong phú. Mua bán, trao đổi laptop chính hãng còn bảo hành. Đổi laptop cũ, lấy laptop mới. Đổi laptop có cấu hình thấp, lấy cấu hình cao. Bán laptop còn bảo hành chính hãng như Dell, Asus, HP, Acer, Lenovo, các dòng gaming khác. Phân phối và bán laptop giá thấp, giúp quý khách tiết kiệm nhất khi mua laptop. Nhận thanh lý mua bán trao đổi laptop cũ, laptop mới tồn kho của các công ty, doanh nghiệp, văn phòng đã qua sử dụng. Đặc biệt, đến với Mỹ Tho Laptop, chúng tôi cam kết không chỉ đem lại cho khách hàng những sản phẩm laptop chất lượng, mà còn là chính sách bảo hành chặt chẽ, bảo trì nhiệt tình, cùng chương trình hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí cho bất cứ sự cố nào về sản phẩm mà khách hàng gặp phải. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mỹ Tho Laptop. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo các thông tin sau: website mỹtholaptop.vn, hotline kinh doanh 0907077226, hotline kỹ thuật 0918738281. Hãy truy cập Facebook và like fanpage Mỹ Tho Laptop, đồng thời bật chế độ theo dõi fanpage thành xem trước để nhận ngay thông tin sản phẩm mới nhất mỗi ngày.